John Clay chân chạy, không có bàn thắng cho các bạn Hà Nội. Nhìn những pha cản phá xuất thần và phong thái chững chạc, tự tin này, Y Đài nghĩ Nguyễn Văn Việt mới chỉ bước sang tuổi 21. Chàng trai đến từ huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An đang từng ngày ghi dấu ấn và niềm tin trong mắt các cổ động viên xứ Nghệ và có thể sắp tới sẽ là người hâm mộ bóng đá cả nước với hành trình U23 Đông Nam Á cùng đội tuyển Việt Nam. Chào mọi người, em là Nguyễn Văn Việt, em sinh năm 2002 và hiện tại đang là thủ môn của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Trước đây thì em có lên U15, U16 Việt Nam và U23 được tập huấn FIFA Day vừa rồi. Mùa giải năm nay thì em được thi đấu 9 trận V-League và cũng là mùa giải đầu tiên em được ra sân ở V-League. Thì em cảm thấy rất là vui và đó cũng là động lực cho em để em tiếp tục tập luyện và thi đấu tốt. Trận đấu thi đấu tốt nhất thì em nghĩ là trận gặp Công an Hà Nội ở sân Hàng Đẩy. Trận đấu đấy thì tuy là đội mình không giành được chiến thắng nhưng mà em cũng có phần thể hiện là tốt. So với các thủ môn hiện tại của U23 Việt Nam như Cao Văn Bình, Bảo Ngọc, Trung Kiên, thậm chí so với toàn bộ đồng đội cùng trang lứa, không thủ môn nào có kinh nghiệm thi đấu tại V-League nhiều như Văn Việt. Đó là hành trang quý giá cho người gác đền trẻ trong đợt tập trung đội tuyển quan trọng lần này. Ở Văn Việt có sự nhạy bén, óc phán đoán và khả năng phản xạ nhanh nhẹn. Đặc biệt hơn, việc xuất phát điểm từ vị trí tiền đạo giúp Văn Việt sở hữu khả năng chơi chân ấn tượng, yêu cầu tối quan trọng với các thủ môn trong bóng đá hiện đại, cũng như với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và cấp độ cao hơn là huấn luyện viên Philippe Chuzier. Lúc nhỏ thì em chơi vị trí tiền đạo. Sau này thì em bén duyên với vị trí thủ môn, cho nên em gắn bó với vị trí thủ môn lâu. Hình mẫu lý tưởng của em là anh Nguyễn Mạnh. Em luôn xem và học hỏi anh Nguyễn Mạnh thi đấu và hướng để cho mình hình mẫu lý tưởng như anh Nguyễn Mạnh. Anh có cái phong cách chơi rất là hiện đại và rất là hay, cho nên em học hỏi từ anh ấy rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên em làm việc với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ạ. Cho mỗi huấn luyện viên thì có một triết lý làm việc riêng, cho nên là em cũng cố gắng thích nghi và tập luyện và thi đấu theo cái lối chơi mà thầy đưa ra. Ở cấp độ U15, U16 Việt Nam, Văn Việt đã từng cùng đội tuyển vô địch Đông Nam Á, nhưng khi đó anh chỉ đóng vai trò kép phụ. Từ đó đến nay, Văn Việt đã đi qua một chặng đường dài để trở lại góp mặt trong màu áo tuyển. Lần này, với một vai trò khác, kép chính được kỳ vọng trong khung gỗ. Và lần này, hãy cùng tin rằng Văn Việt sẽ nắm lấy cơ hội ở giải U23 Đông Nam Á tới đây để mở ra hành trình tiếp theo cho mình như cái cách chính anh đã làm được ở V-League 2023. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.